Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV. Thì như các bạn cũng đã biết, chiều nay Lực Tàng TV cũng đã có làm một cái video đăng lên nói rằng công an Việt Nam đã phối hợp với công an Campuchia đang truy bắt và truy lùng thằng Tuấn Tuấn Khỉ này, và chưa có một cái thông tin gì gọi như là thằng Tuấn Khỉ này đã bị bắt. Cho nên tất cả mọi người hãy cứ bình tĩnh, đừng có nghe những cái thông tin sai lệch ở trên mạng Facebook cũng như mạng YouTube. Những người này đăng lên hòng mục đích là câu view và trục lợi, nhằm mục đích là trục lợi cho bản thân. Cho nên chúng ta hãy giữ bình tĩnh, những cái vấn đề này hoàn toàn là bịa đặt, không 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 có. Cái clip quay mà bắt được cái thằng bắt được và người dân xô xô súng súng lại nhau coi lại á, là cái clip đó là hình như Lực Tàng nghe mang máng là đâu 2-3 năm về trước, và thằng này bị ngáo đá ở Bình Thuận nha các bạn, không phải là thằng Tuấn Khỉ đâu. Hiện tại bây giờ Tuấn Khỉ đang lẩn trốn ở khu vực nào đó ngoài kia chứ chưa bị bắt. Cho nên tất cả mọi người đừng có nghe những thông tin sai lệch đó mà bị đánh lạc hướng. Những cái người này, mình Lực Tàng TV cũng xin xin thông báo với tất cả mọi người hãy gỡ những cái video clip không có đó xuống ngay lập tức, nhằm các bạn làm như vậy là đã để cho người người dân người ta mất cái ý thức cảnh giác, mất cái ý thức đề phòng, tại vì cứ nghĩ rằng thằng Tuấn Khỉ đã bị bắt, cho nên là rất là nguy hiểm. Mình không không giúp người ta đăng những cái thông tin chính xác thì thôi, còn đăng những cái thông tin tùm lum làm cho dư luận xôn xao, và những cái thông tin đó hoàn toàn là sai lầm, hoàn toàn là bịa đặt. Các bạn có thể sẽ bị mời lên công an tại vì những cái video clip của các bạn đăng lên không hoàn toàn, không chính xác. Những cái thông tin trên báo mới.com cũng những cái thông tin chính chính thống, và Lực Tàng TV cũng đã có cập nhật được những người bạn của Lực Tàng TV hiện tại bây giờ đang có mặt tại Củ Chi, có gửi những hình ảnh và có gửi những cái tin tức mới nhất để về cho Lực Tàng TV. Cho nên những thông tin Lực Tàng TV gửi lên hoàn toàn chính xác, không bao giờ có một cái chuyện Lực Tàng TV bịa đặt. Và trường hợp là các bạn đã xem những clip trên Facebook và nói rằng là đã bắt được lúc 11:30 trưa nay là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không chính xác. Lực Tàng TV cập nhật từng phút một để gửi tới quý vị và các bạn những thông tin chính xác nhất. Cho nên là mọi người hãy cố gắng bình tĩnh và ủng hộ Lực Tàng TV bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào quả chuông. Có những thông tin gì mới nhất Lực Tàng TV sẽ cập nhật lên để gửi tới tất cả mọi người. Lực Tàng TV xin hứa sẽ không cập nhật những cái thông tin thất thiệt và những cái thông tin gọi như nhằm trục lợi và câu view cho bản thân. Lực Tàng TV sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất. Tại vì điều kiện Lực Tàng TV không thể xuống đó, mà Lực Tàng TV cũng có một cái suy nghĩ rằng chúng ta không nên xuống cái hiện trường đó và quấy rầy lực lượng cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ. Cũng có những cái thông tin là tất cả lực lượng cơ quan chức năng đã ra một cái thông báo là những cái YouTuber cũng như là cũng cũng như là những cái nhà báo phóng viên phải rút khỏi cái khu vực đó, để gọi như là không được tập trung quá đông ở khu vực đó. Tại vì Đà Lạt rất là nguy hiểm, Lực Tàng TV cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, cũng khuyên tất cả mọi người không nên tập trung vào cái khu vực đó. Ở khu vực Trung An hiện tại bây giờ là đã công an cũng đã rút đi, và có thể là đã có một cái phương án khác đang tập trung tin đồn để vây bắt thằng Tuấn Khỉ này ở một khu vực khác, và có thể cũng nó cũng đã vượt biên sang bên nước Campuchia. Cho nên là hai bên đang phối hợp và siết chặt gọng kìm để truy lùng nó. Lực Tàng đã nói đi nói lại cái sự việc này rồi, cho nên chúng ta không nên nhắc đi nhắc lại, chúng ta không nên nghe những tin đồn thất thiệt này. Và Lực Tàng TV đề nghị những cái anh chị nào đã đăng những tin đồn thất thiệt lên mạng Facebook cũng như mạng YouTube thì hãy gỡ bỏ ngay lập tức, không được để lại để gây hoang mang dư luận và để cho người ta mất đi cái sự cảnh giác đề phòng. Và Lực Tàng TV cũng sẽ cập nhật được những thông tin mới nhất thì sẽ gửi tới quý vị và tất cả mọi người. Còn những cái thông tin nào mà thất thiệt, tất cả quý vị và mọi người hãy xem xét thật kỹ rồi hãy bình luận, cũng như là không nên chia sẻ những cái tin đó là rất là nguy hiểm. Đấy. Kênh Lực Tàng TV sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.